Sương xin chào bà cô chú anh chị các bạn đến kênh Hương Việt miền Tây nha. Thì hôm nay Thu Sương đi thăm lứa thì mà ông bà cô chú anh chị các bạn đi thăm lứa cùng Thu Sương nha. Hôm nay Thu Sương lấy cái hào chà bá luôn. Lại bên kia lứa bên kia. Đây. Hôm nay ông Sương đi mình là Huynh Ninh. Huynh Sương tự bắt tự gỡ luôn. Dạ. Huynh Sương nhờ Caramel cầm giùm cái hào. Trời ơi. Có cái gỗ nè. Trời ơi, quá đã. Bây giờ cái này. Một con cá vuông. Có cá là vui rồi đó. Chết rồi, không biết mở sao luôn. Bây giờ đau quá rồi. Còn một con cá gô đó. Ủa, đầm đào quá. Còn đứng cá. Ôi ơi, vô nguyên đám luôn. Vô bụng ở đây nè, sạc ở đây nè. Sạc ở đây nè. Ừ, kéo qua đây. Dẹp tao. Dạ. Ủa cái con gì mới lòn ngay chân. Hôm nay xuống nước nó cũng mát, nhưng mà một xíu lên bờ thì nó không mát. Nó chờ dính tay à. Rồi dính nguyên cá sấu luôn. Trời ơi. Kìa. Con cá chà bá luôn. Một con cá siêu to khổng lồ. Dính con cá siêu to khổng lồ rồi đó. Nè. Sao mà chạy vô trong đây dính gì? Ngồi nhá xíu rồi mình thả nha. Thả thì bắt đi. Từ để vô đi. Để đi chút mình thả. Ủa? Lại một con nữa.
Trời ơi, này hai anh em đi chung nè, đi chơi dính nè chứ đâu. Mà ngốc gì? Mình thấy ngốc quá trời luôn, nhưng mà không có cá dính gì trơn, dính toàn cái hung cái hung kiến. Để đây luôn. Có gì chơi vậy? Trời ơi. Ô nó quậy đắng rồi. Hôm nay Hu Xuân cho mùa cái ô kiến. Lấy cái đầu kiến. Được hai con. Mà bạn nhỏ xíu không à. Trời ơi, cái cá kiến này chắc về mình đem về mình làm kiển quá. Đem về cho mấy con kiến này nó lau hồ. Được một con cá con kiến nữa. Chưa còn con nữa. Nè một con nữa. Trời ơi. Khổ khăn gì chứ. Chắc ở đây người ta bắt cá bự hết trơn rồi, còn mấy cá nhỏ. Chừa mấy cá nhỏ lại cho mình. Nó cá ô kiến nữa. Trời, thà là cá ô kiến bự còn ăn được, cái này nhỏ xíu mà sao mà ăn. Ăn khô. Chỗ này chắc sẽ làm khô cá ô kiến mini. Dạ dính lắm rồi. Mấy con cá con kiến nhỏ nhỏ nè, làm khô ngon lắm luôn á. Ngồi dính. Ngồi gỡ mấy con cá con kiến này cũng nhàn. Đây. Lại là một con cá con kiến nữa. Hôm nay Hu Xuân không có dính gì ngoài cá con kiến hết trơn á. Còn cá hồ kiến nữa. Nhìn lại cái nhà. Trời ơi. Cá hồ kiến nào luôn. Vậy là cả nhà biết hình phạt hôm nay của Hu Xuân là sẽ dính cá gì rồi đó nha. Ừ.
Hình như là lâu quá Hương Sương không có đăng nhân lưới cho cái nhà xem hay gì á. Anh ta. Ủa. Trời ơi, Hương Sương dở không thấy luôn á. Sao hôm nay kỳ vậy? Để mấy cá ngốc ngốc mà cái lò kiện. Cá ngốc ngốc chừng. Ủa con này dính gì chắc dữ vậy. Cái này dính tôi lưa chứ gì. Chết rồi, nó dính vô nhóc trên. Nghe tạc tạc á. Đã nhỏ rồi mà dính gì đâu. Một chùm luôn rồi. Mình không dám bứt. Bứt lưới là mai mốt không còn lưới để xài. Sắp gà, sắp gà. Mừng quá. Chả xong cá ngủ. Mở con cá này xong là nó ngẫm chích. Nọ này chui kiểu gì mà dính dữ. Thôi được rồi, được rồi. Mừng dễ sợ luôn á. Cuối cùng cũng ra rồi. Nọ. Vừa hái con đó dứt thì tấn hai con. Ui là trời. Hai con nữa. Trời. Mấy bà nội cái con kiến này mà được cái con này đỡ đỡ hơn mấy con kia. Con này cũng bự. Nhưng mà hôm nay cái con kiến không vậy. Hên là Hương Sương giữ cái con kiến lại đó. Nãy thả rồi chắc thả hết luôn, không còn con nào luôn. Không còn con nào để quay thành quả luôn. Này là văn lưới cá lô kiến. Hôm nay là Hương Sương văn lưới cá lô kiến chứ không phải là đi văn văn cá khác. Cả nhà gặp ai mà đi văn lưới mà dính cá lô kiến nhiều như Hương Sương không? Mới dính. Cá lô kiến không luôn. Nhờ hên là hồi nãy dính được con cá gô. Cũng đỡ, cũng có đồ ăn. Gặp mà cá lô kiến không biết ăn gì nữa. Dính cá lô kiến nữa xỉu ngang luôn. Trời nắng lên rồi chứ mà. Có cái gì vậy? Nó. Xéo. 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 Trời ơi, vừa nói luôn. Tưởng là con cá bự hay gì nhảy cái bạch tưởng là con cá. Xéo luôn rồi đó. Xéo 3 ngày 3 đêm chưa dậy. Hương Sương mà xỉu cái là không ai quay với ai xem luôn. Để câu đi dính dính cá kiến nữa không?
thử vô con nó ơi. Ê không, không có vô cá ưu kiến nữa nha. À tôi dính cá rồi đó. Tôi dính cá rồi đó. Trời, ở đâu mà dính cá ưu kiến hoài được. Nhưng mà cá hơi nhỏ nha. Đó, nhà thấy cái hao của Hồ Sương không? Hôm nay Hồ Sương nó có đi dân cá. Hồ Sương đi dân lưới cá ưu kiến. Được con cá nhỏ. Cái nhà thấy cái biểu cảm của Hồ Sương là biết dính cái gì rồi chứ. Hết nói luôn. Không nói hình lờ luôn. Ôi con này ham ăn bụng bự quá à. Hay là do nó có bò, có con. Con này bị béo phì rồi. Cá rô kiến nữa. Thêm một con nữa rồi. Cho đủ chục luôn rồi. Thêm một con cá rô kiến nữa cho nó vui vui nhà. Trời ơi. Hiện nay con cá rô kiến nữa. Có ai đi gửi cái ô kiến của Hồ Sương không? Chứ Hồ Sương mệt quá à. Hôm nay là ngày vô cá rau kiến. Chính ra Hồ Sương nhiều cá rau kiến nè. Hồ Sương đem về Hồ Sương làm cá kiển. Cá kiển cá rau kiến. Làm cá kiển như Hôn Xuân là chỉ có ngon Hôn Xuân có cá kiển cá ưu kiến thôi. Nguyên một bầy luôn. Người ta nuôi cá ưu kiến chỉ có con để người ta dọn bể á. Còn Hôn Xuân không, Hôn Xuân nuôi là nuôi cả bầy. Trời ơi. Ủa con cá. Ủa con cá gô. Một hôm mình liệu cá ưu kiến luôn. Được rồi, có cái gô được rồi. Không sao. Ôi nhưng mà nó bị ngợp hay sao nè. Bị ngợp rồi. Con này hắn cho ta. Tao chùi á. Được rồi. Rồi dính vô cái hao luôn. Đang có gô nữa là ok rồi đó. Có đồ ăn rồi. Nó phát lưới rồi. Phát lưới rồi. Hên là hút được cú chót là được con cá gô. Sao? Rồi bây giờ mình mới vừa cuốn lưới xong. Lưới mình hết rồi. Mình ra đây mình quay cho nó mát. Ôi da. Sâu. Chỗ này người ta múc quá, nó sâu quá. Dạ. Thì đây anh nha. Thành quả bây giờ của Hôn Xương là một đống cá ưu kiến. Để coi được mấy con nha.
2 4 6 ê ê ê ê rồi làm lại 2 4 6 4 6 8 10 12 12 con. Trời ơi mệt mệt luôn, vô tàn là cá rô kiến không luôn. Thì được cũng được hai con cá rô cũng bự á, một cái con phi nhỏ nữa đó. Thành quả của Hương Sơn là bấy nhiêu đó. Thì Hương Sơn xin khép lại nha cả nhà clip dân lưới của Hương Sơn xin khép lại. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã coi hết clip. Cả nhà nhớ like và đăng ký cho Hương Sơn ra nhiều clip hơn nha. Hẹn cả nhà clip sau. Xin chào.